Em sẽ cho chị 100 ngàn nếu chị dọn phòng giúp em. Mày đưa tao 100k chỉ để dọn phòng thôi hả? Chơi luôn mày. Em sẽ cho chị thêm 100 ngàn nữa nếu chị làm luôn bài tập giúp em. Tao ghét nhất là làm bài tập á, nhưng có 100k thì được. Cuối cùng, em sẽ cho chị thêm 100 ngàn nữa nếu giặt đồ giúp em. Mày bỏ ra tận 300k chỉ để dạy thôi đó hả? Chơi mày. Tao làm xong hết rồi nha. Mày đang làm gì vậy? Đang chơi game chứ làm gì? Tốn 300k chỉ để ngồi chơi game thôi hả? Mày lừa vừa vừa thôi nha. Chun, nãy mẹ nhờ con đưa 300k cho chị hai ngày mai đóng tiền học. Con đưa chưa? Dạ, rồi mẹ. Nếu mẹ giải được câu đố này thì con sẽ làm việc nhà trong một tuần. Còn không, mẹ cho con 500 nha. Trong nhà có 5 chị em. Như thì đang vẽ tranh, Ngọc thì đang nấu ăn, Tuyền thì đang chơi cờ tướng, Duyên thì đang đọc sách. Hỏi đứa còn lại đang làm gì? Đứa còn lại làm gì hả? Dạ. Ai mà biết? Thì vậy mới là đố. Như vẽ tranh, Ngọc nấu ăn, Tuyền đang chơi cờ tướng, Duyên. Khoan khoan, con Tuyền chơi cờ tướng hả? Dạ. Cờ tướng thì cần hai người, nên đứa còn lại cũng chơi cờ tướng với con Tuyền đúng không? Con đi dọn dẹp nhà đây. Con làm gì vậy? Mẹ kêu xuống ăn cơm nãy giờ luôn á. Dạ, con đang cầu nguyện ạ. Cầu nguyện? Dạ. Vậy thì mày ráng cầu nguyện cho cái nhà này có thiệt nhiều tiền đi, chứ tao là tao chán lắm rồi đó. Dạ, con sẽ cầu nguyện cho nhà mình có thiệt nhiều tiền. Mẹ nhớ mua búp bê mới cho con nha. Ừ, cầu nguyện xong xuống ăn cơm nha. Ừ. Trời ơi là trời, chồng ơi, anh học cái trò đó ở đâu? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Các em hãy nói một thứ mình thích ở cô, thì cô sẽ cho các em biết lớn lên các em sẽ làm nghề gì. Thưa cô, em thích mái tóc của cô ạ, nó ống mượt và dài. Ừ, đúng là vậy. Xuân nè, cô nghĩ sau này lớn lên em sẽ là thợ làm tóc nổi tiếng. Thưa cô, em thích đôi mắt của cô ạ, nó to tròn và long lanh. Trời ơi, cô cảm ơn Tuấn. Cô nghĩ sau này em sẽ là một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng. Còn em thì sao Khánh? Sao mặt em bí xị vậy? Thưa cô, em mà nói ra chắc bố mẹ em sẽ buồn lắm ạ. Tại sao? Vì sau này em chỉ là một công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi ạ. Khánh đã thích thầm Xuân từ hồi đầu năm học. Hôm nay có dịp ngồi chung chuyến xe buýt với Xuân, Khánh đã can đảm lấy hết dũng khí để viết cho Xuân một mẫu giấy và quăng qua. Trong đó viết: tớ rất thích cậu, nếu cậu đồng ý làm bạn gái tớ thì đưa lại mẫu giấy này, nếu không thì hãy quăng qua cửa sổ. Một lúc sau Xuân quăng lại mẫu giấy cho Khánh. Cậu bé vui mừng mở tờ giấy ra xem, thì trong đó viết: không mở được cửa sổ. Các em cho cô biết tại sao con cá thờn bờn lại mỏng dẹt như vậy? Thưa cô, tại vì nó bị con cá do sát thủ hấp di mà. Mất dạy. Sao em mới 10 tuổi mà đầu óc em dơ giấy quá vậy? Dạ. Khoanh tay đứng đó tự kiểm điểm cho tôi. Hôm sau mà phụ huynh không lên đây gặp tôi thì khỏi vô lớp nghe không? Tiếp tục. Thế có ai biết tại sao mắt con tôm lại to và lòi ra như vậy không? Không ai trả lời được câu này à. Thưa cô, tại vì con tôm đứng đó và chứng kiến tất cả ạ. Trong tù cực khổ như vậy, hèn chi anh ốm nhom mà. Đừng buồn nữa em, anh sẽ sớm ra tù thôi mà. Hết giờ thăm rồi, thôi em về, tuần sau em lên thăm chồng nha. Tạm biệt, nói coi là anh nhớ nó lắm nha, anh sẽ sớm về thôi. Này anh cai ngục, anh làm ơn làm phước đừng có bắt chồng tôi làm việc quá sức được không? Nay chồng tôi kiệt sức rồi đó. Cô đùa với tôi hả? Anh ta tối ngày ăn với ngủ là giỏi, làm việc thì không bao nhiêu, mà tối ngày giải bệnh trốn mới lại không à. Đừng có xào với tôi. Chồng tôi nói là cả tháng nay ngày nào cũng đào hầm hết á. Vậy sao? Khánh, cho cô biết, trên cành cây có 10 con chim. Bác thợ săn bắn đi một con, hỏi trên cành cây còn lại mấy con chim? Dạ, tiếng súng làm lũ chim giật mình bay đi hết, làm gì còn con nào? Sai, súng thợ săn hay dùng là súng giảm thanh, làm gì có tiếng ồn. Còn lại 9 con chim, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Em không phục. Vậy em muốn làm sao mới phục? Vậy em hỏi cô, có 3 cô gái đang ăn kem, một cô thì cắn từng miếng kem một. Một cô thích ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng và nuốt. Hỏi, trong 3 cô đó, ai là người đã có chồng? Nên tiện, học thì dở, đầu óc thì đen tối. Thưa cô, người có chồng là trên tay có đeo nhẫn cưới ạ. Nhưng em thích cách suy nghĩ của cô. Chào bác sĩ. Chào anh, hôm nay sắc mặt anh có vẻ tỉnh táo hơn rồi đó. Bác sĩ có biết tại sao con ếch biết bay không? Ếch biết bay hả? Không, tại sao? Vì con ếch ăn phải một viên thuốc tiên. Thuốc tiên? Thế bác sĩ biết tại sao con rắn cũng bay được luôn không?
Nó cũng ăn phải viên thuốc tiên luôn đúng không? Không phải, do con rắn nó ăn nhầm con ếch biết bay hồi nãy. Vậy bác sĩ biết tại sao con đại bàng biết bay không? Dễ thôi, nó ăn phải con rắn biết bay chứ gì. Sai, con đại bàng nào sinh ra mà chẳng biết bay.